các bạn, đây là Oppo Find 5 mini, một cái phiên bản rút gọn so với cái chiếc điện thoại Oppo Find 5 mà rất là đình đám của Oppo. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn biết đôi nét về cái chiếc Find 5 mini này. Thì về hình dáng, nếu các bạn đã từng nhìn qua cái chiếc Oppo Find 5 trước đây thì sẽ thấy là hai chiếc điện thoại này nó rất là tương đồng với nhau về cái kiểu dáng bên ngoài. Ở mặt trước thì nó cũng có cái dạng là hơi cong cong ở mép phía trên, và mép bên dưới thì nó có một cái thanh hơi dày lên, đó tạo cái điểm nhấn cho toàn bộ mặt trước. Đó. Các cạnh thì nó nhìn máy rất là vuông vức, và các bạn thấy là nó được thiết kế 3 tầng, giống như là được ghép giữa 3 cái miếng lại với nhau. Đó. Ở mặt sau thì nó được trang bị một cái lớp kính ở toàn bộ mặt sau, cho nên là nhìn nó cũng khá là sang trọng. Mặc dù là nó vẫn bám dấu vân tay khá là nhiều, nhưng nhờ có cái màu trắng này cho nên là cái dấu vân tay của mình nó gần như là không thấy, nhìn máy nó rất là sạch sẽ. Ở đây thì mình có thêm một cái chiếc màu xanh đậm. Đó, các bạn thấy là cái màu cái vân tay nó bám lên đây nhìn nó rất là kinh khủng. Mình thích màu trắng hơn rất là nhiều. Đó. Đằng sau thì nó rất đơn giản, chỉ có một cái camera 13 megapixel, đèn flash, logo hết. Ở bên dưới chúng ta có lòng ngoài nằm bên dưới này. Đó, các cạnh thì nó cũng không có gì đặc biệt hết. Mình đặc biệt hứng thú với những cái chiếc điện thoại vuông vức như thế này. Về cấu hình thì nó có một cái cấu hình cũng thuộc tầm trung chứ không phải là cao cấp. Nó có một cái màn hình 4.7 inch, độ phân giải là QHD, có nghĩa là chỉ bằng 1/4 so với Full HD mà thôi. Tuy nhiên nhìn trên cái màn hình 4.7 inch này thì các bạn sẽ không có gặp cái hiện tượng chữ nó bị rỗ hoặc là cái hình ảnh nó bị bể, bởi vì hai cái này nó khá là tương đồng với nhau. Phía trước chúng ta có một cái camera 2 megapixel. Đó. RAM nó có 1GB và bộ nhớ trong là 4GB. Tuy nhiên thì bạn có thể gắn thêm cái thẻ nhớ micro SD cho nó. Đây là cái giao diện hệ điều hành. Hệ điều hành của nó là Color OS, nhưng mà nó được xây dựng dựa trên cái nền tảng Android, cho nên là chúng ta vẫn có thể sử dụng nó rất là dễ dàng. Đó. Nhìn sơ qua về các cạnh, máy nhìn rất là gọn, màn hình cũng khá ổn, không có xấu. Tuy nhiên có một cái điểm mình chưa hài lòng với cái máy này, đó là cái chất lượng hoàn thiện của nó chưa có được cao cấp cho lắm. Nhất là cái phần ghép giữa cái mặt sau với cái thân thì nó có tạo thành một cái đường rãnh và nhìn nó chưa có thật là khít với nhau. Các bạn vẫn có thể thấy một cái đường chỉ đen nằm giữa hai cái phần này. Đó là cái điểm, một cái điểm trừ về mặt thiết kế của mình chưa hài lòng về cái chiếc Oppo Find 5 mini này. Xin cảm ơn các bạn.